Chào mừng các bạn đến với kênh xe máy Hòa Bình Minh và mình là Thu Huyền. Thì ngày hôm nay thì Huyền sẽ cho các bạn thấy là xem hệ thống Hòa Bình Minh côn tay thì có những gì. Đầu tiên thì không thể không nhắc đến đó là một chiếc xe mới được ra mắt trên thị trường, đó chính là chiếc CBR150R. Và ở chiếc xe này thì ở thiết kế thì được thừa hưởng những thiết kế rất là đẹp mắt và độc đáo của những cái dòng xe phân khối lớn. Và ở đây thì đối với hệ thống đèn và đèn LED, đèn sinh nhan hoặc là hệ thống định vị thì đều là full LED hết. Thì ở cái chiếc xe này có hệ thống đèn full LED này và những cái kiểu dáng được cắt xẻ rất là sắc nét, tạo nên cảm giác khỏe khoắn và thể thao. Và ngoài ra thì còn ở đây thì còn có hệ thống đèn, hệ thống mặt đồng hồ. Ở đây thì hệ thống mặt đồng hồ LCD rất là sắc nét và nó gần giống như chiếc xe Winner X. Vậy nhưng nó lại được thừa hưởng đẹp của cái dàn đàn anh của nó là CBR650R. Thế nên là nó cũng hiển thị đầy đủ các thông số của xe. Và ngoài ra những cái bạn nào mà đang phân vân xem là cái dòng xe này có quá to, quá cao hay không thì Huyền xin khẳng định một lần nữa là cái chiếc xe này rất là vừa vặn, kể cả cho những cái bạn 1m53, rất là vừa cho những cái bạn thấp đến cao. Và ở cái dòng xe này thì có một điểm đặc biệt mà các bạn chắc chắn sẽ rất là thích, đó chính là phân khối của nó chỉ là 150. Vậy nên các bạn hoàn toàn không cần phải lên bằng A2 và chỉ cần dùng cái bằng thường của chúng ta thôi ạ. Và đặc biệt hơn thì là ở cái bình xăng này nó thiết kế nhô ra, tạo cho cái người lái một cái cảm giác rất là thoải mái. Chữ Y này thì cõng xuống thấp làm cho chúng ta có thể chống chân được dễ dàng hơn và tạo ra cảm giác rất là thoải mái khi chúng ta sử dụng. Tiếp theo thì còn rất là nhiều những cái chi tiết phụ kiện nữa mà Huyền sẽ. Và với chiếc xe cực kỳ khỏe khoắn thể thao này thì chỉ có giá khoảng ngoài 70 triệu là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và hãy cùng vào trong nhà để xem là hôm nay Huyền có những gì cho các bạn yêu thích xe côn tay nhé. Đối với các bạn yêu thích xe côn tay thì chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua video này rồi ạ. Và vừa rồi thì Huyền cũng đang giới thiệu một cái dòng xe mới ra mắt và làm chao đảo cộng đồng xe hiện giờ. Đó chính là xe CBR150R với giá khoảng ngoài 70 triệu một chút là các bạn có thể sở hữu rồi ạ. Và chiếc xe này thì đang có 3 màu, màu đỏ ngay kế bên Huyền đây, màu đen và màu xanh nữa. Thì hai màu đó thì cũng về cửa hàng rồi nhưng mà các khách hàng đã ra và dinh về rồi ạ. Và hãy nhanh chân trở thành một trong 500 khách hàng may mắn nhất đặt xe để được tặng bộ phụ kiện trị giá 5 triệu đồng, 7 chi tiết. Khoan nhé, cắt đoạn này đi. Và hãy các bạn hãy nhanh tay lên để đặt xe và trở thành một trong 500 khách hàng may mắn nhất được tặng một bộ phụ kiện 7 chi tiết độc quyền của Honda trị giá lên tới 5 triệu đồng và cùng rất là nhiều phần quà khác ạ. Và tiếp theo, một cái dòng xe côn tay mà đang được hưởng rất là nhiều ưu đãi và chắc hẳn các bạn cũng đang mường tượng đến là xe gì rồi đúng không ạ? Và trước đây thì các bạn đang nghe là Winner được tặng 4 triệu và đó thật sự là của tháng 10 rồi ạ. Và hiện tại trong tháng 11, Winner đang được tặng hẳn 5 triệu đồng ạ. Rất là hấp dẫn phải không các bạn? Với chiếc xe Winner phiên bản phanh ABS Camo màu xanh này ạ thì đang có giá khoảng là ngoài 39 triệu, chỉ khoảng 39 triệu 500 nguyên xe ạ. Thì được tặng hẳn 5 triệu đồng và sau khi trừ khuyến mại chỉ còn khoảng là 34 triệu 500. Và rất là hấp dẫn đúng không ạ? Với chiếc xe Winner phiên bản thể thao trang bị phanh CBS thì đang có giá khoảng 37 triệu và sau khi trừ 5 triệu chỉ còn khoảng 32 triệu thôi ạ. Và bên đây thì Huyền đang có hai chiếc Winner phiên bản đường đua và phiên bản này thì đang được rất là nhiều anh em săn đón đây ạ. Anh có thể quay một cận cảnh một chút chiếc xe Winner này cho các anh có thể là tham khảo được kỹ hơn ạ. Với chiếc xe Winner phiên bản đường đua này thì được trang bị phanh ABS, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và với giá thành cực kỳ hợp lý sau khi trừ khuyến mại chỉ còn khoảng ngoài 34 triệu là các anh có thể sở hữu rồi ạ.
Và nếu như các bạn yêu thích dòng xe côn tay thì hãy liên hệ ngay với Huyền qua số 083608599 để Huyền có thể hỗ trợ các bạn lấy xe nhé. Và đừng quên là winner đang được tặng 5 triệu đồng tiền mặt. Hãy liên hệ ngay với Huyền để có thể là sở hữu những cái phần quà đó ạ.